Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản là lần đầu tiên công nghệ video hỗ trợ trọng tài VAR được đưa vào sử dụng tại Asian Cup 2019. Và ngay lập tức, công nghệ này đã mang lại niềm vui cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Phút 24, từ một pha đá phạt góc, Yoshida đã làm tung mạng lưới của Văn Lâm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Mohamed Abdullah Mohamed đã không công nhận bàn thắng của đội tuyển Nhật Bản vì bóng đã chạm tay Yoshida. Nếu như hiệp 1 VAR đã mang lại niềm vui, thì sang hiệp 2, công nghệ này đã khiến hàng triệu trái tim người hâm mộ bóng đá Việt Nam như tan vỡ. Phút 53, Rui Sudoan bị ngã trong vòng cấm sau tình huống truy cản của Bùi Tiến Dũng. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài vẽ một hình chữ nhật quen thuộc, đồng thời chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, dù đã chơi cực kỳ xuất sắc ở trận này, nhưng Văn Lâm cũng không thể cản phá được cú đá của chính Rui Sudoan. Khoảng thời gian còn lại chứng kiến những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, Công Phượng hay Hồng Duy đã không thể một lần chọc thủng lưới của đội tuyển Nhật Bản. Thua chung cuộc 0-1, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo dừng bước tại tứ kết. Nhưng dù sao đi chăng nữa, thì chúng ta cũng đã có một hành trình ấn tượng tại Asian Cup năm nay. Bọn em ngày hôm nay bọn em thi đấu trước một đối thủ Nhật Bản thì toàn đội cũng đã cố gắng hết mình rồi. Thì anh em cũng đã thi đấu quyết tâm và cố gắng thi đấu hết sức có thể. Thì tuy nhiên thì thua ở những trận luân lưu thì bọn em cũng khá là đáng tiếc. Tuy nhiên toàn đội cũng đã động viên nhau và coach cũng nói là chúng ta đã làm việc hết mình rồi. Thì chúng ta cứ ngẩng cao đầu và chúc cho đội bạn sẽ đi thật sâu ở giải đấu này. Thực sự thì cũng hơi tiếc một chút vì ngày hôm nay chúng em đã phải dừng chân ở tứ kết. Chúng em đã rất cố gắng ở trận đấu này và có thể mong là mọi người hâm mộ sẽ thông cảm cho chúng em. Ngày hôm nay em nghĩ là em và em tự hào về những đồng đội của mình, tự hào về tập thể này và chúng em chỉ muốn nói rằng là chúng em đã thi đấu hết khả năng của mình vào ngày hôm nay và chúng em đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì Tổ quốc và vì người hâm mộ Việt Nam.